Chào các bạn. Hôm bữa bạn Sơn là vừa giới thiệu với các bạn một cái TV Android của Toshiba. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một chiếc TV Android khác của Toshiba. Cái TV này nó là cái TV cao cấp 65 inch và độ phân giải là 4K. Và dĩ nhiên nó có những đặc điểm của Android. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là nó hay chỗ nào. Ngoài những cái đặc điểm là một cái TV 4K với thiết kế viền mỏng, chân đẹp này nọ, mình không nói nhiều nó nữa. Và mình muốn nhấn mạnh đó là một cái TV chạy điều hành Android và điều hành Android được thiết kế cho TV. Bởi vì là hệ điều hành Android chúng ta có rất là nhiều lợi thế. Ví dụ như là chúng ta có một cái giao diện người dùng rất là quen thuộc, có cái giao diện đa màn hình cũng như là có cái nút App Drawer ở đây, cũng như là những cái nút cơ bản của Android và cái thanh menu trên này. Ngoài ra, bởi vì là Android chúng ta có thể cài phần mềm được nè, chúng ta có một cái trình duyệt rất là mạnh, hỗ trợ rất là tốt những cái plugin gì đó của trình duyệt, và chúng ta có thể ghim những cái bookmark hay những cái icon ra đây đó, hoặc là các bạn có thể xem mình thử cái giao diện đa màn hình của cái máy này đó. Thì bên này mình để những cái bookmark khác nhau đó, này giữa bên này mình để những cái mình để những cái icon, còn bên này mình để những cái bookmark khác nhau. Và các bạn có thể xem cái hình nền của nó là một hình nền độc, mình có thể lên trên cái store để mình tải cái hình nền độc nó về, thì nhìn nó rất là đẹp. Và bởi vì những giao diện này rất là quen thuộc, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là cái nút Home của Android 4.4. Thì cái máy này nó chạy Android 4.4, cấu hình cũng khá là mạnh, RAM 2GB, bộ nhớ trong 8GB và chạy cái CPU 10 nhân của Nhật Bản, mình không biết đó là cái gì. Còn đây là cái chợ ứng dụng của nó, thì chúng ta có một cái chợ ứng dụng khá là nhiều, khoảng 3.000 ứng dụng khác nhau được thiết kế cho TV. Chợ ứng dụng được thiết kế rất là rõ ràng, mạch lạc, bởi vì nó là dựa trên cái nền tảng Android. Chúng ta có thể đăng nhập cái tài khoản Google của chúng ta vào đây để chúng ta mua, và lần sau chúng ta có thể lưu được cái lịch sử mua đó tại vì rất là dễ dàng. Chúng ta có cả cái nút đa nhiệm luôn để xem là những ứng dụng nào đang chạy đó. Ở đây mình đang chạy FPT Play để xem những chương trình TV gì đó của FPT, cũng có trình duyệt, chúng ta có YouTube hay là những cái này đó, mình mở YouTube chẳng hạn. Thì nó là một cái ứng dụng thiết kế với TV, nên nhìn rất là đẹp, rất là hài hòa. Đó. Chúng ta có thể tắt những cái ứng dụng này đi để cho nó giải phóng bộ nhớ. Ở đây các bạn có thấy là mình còn có AirTag với lại Advent 8. Thì mình sẽ chơi thử cho các bạn xem những cái game này. Khá là hài lòng với những cái game này trên đây. Đó, ở bên trên thì chúng ta cũng có cái phần điều khiển tương tự như là những cái Android khác. Đó. Và là vì Android thì các bạn thấy đây nè, mình có thể dễ dàng dùng những thiết bị ngoại vi như là bàn phím không dây, chuột không dây. Đâm ra là mình có thể lên trên cái TV này, mình sử dụng Facebook hoặc là mình chat hay là mình gửi mail gì đó, nó dễ dàng hơn những cái TV khác họ sử dụng những cái bàn phím ảo ở trên màn hình. Đây là cái App Drawer. Các bạn thấy đây có một số cái ứng dụng được viết riêng cho cái TV này, giống như là cái iOne nè, cái số hóa nè, cái VN Express nè. Đó là những ứng dụng local. Chúng ta có cả cái play âm nhạc, tức là chúng ta có thể tải những cái chơi nhạc, stream nhạc từ cái account của các bạn. Nếu mà những cái game hoặc những cái app nào mà các bạn không có thì có thể cài thêm từ bên ngoài như là cái app VN này, Zing V3, Zing TV để nghe nhạc trực tuyến, coi phim trực tuyến. Đó, mình đang mở thử cái tinh tế ở trên cái TV này để mình, các bạn xem cái giao diện nó sẽ như thế nào. Tức là rõ ràng là tinh tế, sử dụng cái giao diện tùy biến, tức là phù hợp với từng cái màn hình khác nhau, thì nó sẽ tự động đưa ra một cái giao diện phù hợp, có thể co hoặc là không co tùy. Bây giờ mình sẽ thử một cái lợi thế khác của hệ điều hành này, đó là cái chạy ứng dụng. Đây, ví dụ như mình sẽ thử chơi cái ứng dụng mà phần 8 này hoặc là cái AirTag này,
Thì mình sẽ chơi cái iPhone 8 trước đi. Bây giờ mình sẽ dùng cái tay chơi game. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái game Air Attack. Thì những cái game này được thiết kế cho cái TV và cho những cái điều khiển này. Mình có thể điều khiển nó bằng cái tay chạy cầm này. Đó. Chơi vậy đã hơn là chơi trên điện thoại hay iPad nhiều, nó to.